Những lợi ích sức khỏe từ thịt lươn. Thịt lươn có thành phần dinh dưỡng cao, trong 100g thịt lươn gồm có 12,7g chất đạm, 25,6g chất béo tổng hợp, trong đó có 0,05g cholesterol và 285 calo. Ngoài ra, thịt lươn còn chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất như vitamin A, B1, B6 hay chứa chất sắt, natri, kali, canxi. So với các loại như là hến, tôm đồng, cua đồng thịt lươn là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nhất. Vì thế, thịt lươn luôn được chọn lựa là thức ăn bồi bộ cho người bệnh, người già và trẻ nhỏ. Những lợi ích, sức khỏe từ thịt lươn Thịt lươn còn chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất như là vitamin A, B1, B6 hay chứa chất sắt, natri, kali, canxi. Theo đông y, lươn có tác dụng bồi bộ khí huyết, tiêu trừ phong thấp, có thể chữa được bệnh suy dinh dưỡng, kiết lỵ, đau nhức xương sống, trĩ nội, phong thấp, bệnh huyết trắng của phụ nữ. Tuy nhiên, thay phụ không nên ăn thịt lương. Với đặc tính bổ dưỡng và sinh khí huyết, máu lương có tác dụng tăng cường dương khí, giúp lưu thông máu huyết, trị được chứng khô miệng, đau nhức trong tai và tăng cường khả năng tình dục. Chữa bệnh tiêu chảy, nếu phân có đờm nhớt và máu, nướng một con lương nước ngọt sau khi bỏ phần gan và tạng phủ, sau đó rang với 10g đường vàng để tán bột, uống bột với nước ấm từ 3 đến 4 lần, mỗi lần từ 1 đến 2 muỗng cà phê chữa bệnh phong thấp nên ăn lương hầm chung với rau ngổ và sả chữa bệnh trĩ ăn thịt lương nước ngọt hoặc lương biển để giúp cầm máu và trị búi trĩ khi nấu lương nên dùng nồi bằng đất để giảm bớt mùi tanh của lương mổ lương theo cách cổ truyền là không dùng dao mà dùng cật tre vót mỏng để tránh sự tương khắc giữa máu lương và kim loại có thể gây tanh chữa chứng bất lực hầm lương chung với hạt sen hạt thủ ô nấm mèo hoặc nấm linh chi có thể thêm lá lốt chữa chứng suy nhược. Trường hợp bị suy nhược do lạm dụng tình dục, hãy nấu lương biển chung với rượu chát cho đến khi cạn. Sau đó, nướng lương đã nấu chín cả da lẫn xương, cuối cùng tái thành bột, uống mỗi ngày từ 7 đến 10 gram chung với rượu tùy theo tình trạng suy nhược. Những món ăn bổ dưỡng từ lương Ở Nam Bộ, có nhiều cách chế biến lương như là xào lăn xé phay, nấu lẩu. Nam Bộ là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều chim trời cá nước, trong bữa ăn hàng ngày của người dân Nam Bộ, có rất nhiều món ăn được chế biến từ lương, rùa, rắn. Món nào cũng ngon, nhưng đáng nhớ nhất là món gỏi lương bắp chuối hột. Nhìn để gỏi lương thật hấp dẫn, có mùi thơm của đậu phộng rang, mùi nồng của rau thơm, vài cọng ớt màu đỏ cắt sợi chỉ. Món gỏi lương, bắp chuối hột có vị chua, ngọt dịu, thơm mùi rau răm. Thịt lương vàng thơm là món dân dã dạ khó quên. Món này, nếu có thêm bánh tráng mè, để xúc ăn thì càng thêm tuyệt cháo lương nấu với đậu xanh lại vừa ngon, lại vừa bổ dưỡng, ăn vào lại mát da, mát thịt, tinh thần sảng khoái, tăng cường sinh lực. Miền Nam vào khoảng tháng 3, tháng 4 thì khí hậu nóng bức, ăn món cháo lương vừa ngon vừa mát, càng tốt cho sức khỏe. Còn tại miền Bắc, món ăn nổi tiếng nhất có lẽ là miếng lương. Cần biết khi ăn thịt lương, theo tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong thịt lương có một loại ấu trùng ký sinh sống rất dai và chịu được nhiệt độ cao. Vì vậy, nếu chỉ xào qua trên lửa những ấu trùng này sẽ còn sống và theo đường ăn uống đi vào ruột. Tuy nhiên, ăn thịt lương như thế nào để cơ thể hấp thu hết thành phần dinh dưỡng? Tốt nhất nên chế biến bằng cách nấu chín, ninh nhừ hoặc hấp cách thủy. Bảo đảm làm sao thịt lương khi được chọn lên mâm đã được nấu chín kỹ. Người tiêu dùng nên lưu ý khi mua lương ngoài chợ, tuyệt đối không được mua lương đã chết hoặc ương về chế biến. Trong thịt lương chứa rất nhiều protein, trong đó có hợp chất là histidine tốt cho cơ thể, nhưng khi lương chết, hợp chất này bị ô nhiễm bởi vi khuẩn và có thể chuyển hóa thành chất độc histamine. Bình thường, cơ thể người có thể chịu đựng được hàm lượng chất độc này, nhưng nếu hàm lượng cao hoặc cơ thể yếu, mới bệ xong hoặc trẻ em có sức đề kháng kém, sẽ có nguy cơ bị ngộ độc rất cao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của quán Ăn Sạch Uống Sạch. Hãy đến với quán Ăn Sạch Uống Sạch tại số 186 Cây trăm, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để thưởng thức những món ăn đặc sản miền trung món ăn bài thuốc bổ dưỡng cho sức khỏe nhé xin cảm ơn và hẹn gặp lại